Chú ở 9 người. Bây giờ thằng em nó đang chuẩn bị ra ở riêng. Vâng, thằng cháu xin. À cô. À chào mấy anh em nhá. Chào các anh nhá. Mình đang làm nhà đây à? Ôi sao ít người đấy chú? À đây à. Nhà mình làm mấy gian đây chú? Làm cho con trai à, hay là làm cho nhà mình? À. À kia hôm nọ thấy hai đồng chí này đi đi. Hôm ấy mình đi xuống đây mình thấy hai đồng chí này đang đi cắt gỗ. Thế là cũng tay nghề cũng được phết đấy chứ. Dạ. Chưa rồi nghe. À. Cái này cái đầu kia đấy. Cái này là xuyến rậm hết à chú? Rậm. Mít xoăn. À rậm xoăn. Đây là làm nhà chắc là cho đồng chí này. À. Thanh niên đục đẽo gớm. Anh ơi. Ui rồi. Vì sập trống. Rồi nóng phết rồi nhỉ? Che cái bàn cũng nóng. Ê, cậu lấy vợ lâu chưa? À nè. Chắc phải có con bây giờ mới làm nhà à, chú. À. Hay làm bao lâu mới xong rồi chú? Làm lâu chưa? Làm 4 5 ngày rồi. À. Đây là bố bố em đây à? À. Thôi giúp nhau thôi bây giờ đi. Ở trên này thì nếu mà có xây được nhà thì chắc là cũng vận chuyển vật liệu là cũng khó khăn lắm. Khó, nhưng mà tính ra chuyển làm được một cái nhà gì. Thì bằng là họ làm, mình phải làm hai cái bằng họ làm một cái. Công vận chuyển cũng nhiều hơn tiền mua vật liệu. À vâng. Đây là toàn đục đẽo bằng tay các bạn. Đây các chú các bác đang đục đẽo bằng tay luôn. Này có cái công cụ hỗ trợ là cái máy cưa kia nữa. Nếu mà không có cái máy cưa thì làm lâu lắm. Cũng lâu phết đấy nhỉ? Bởi vì là tất cả toàn bộ cái nhà đều xẻ bằng cái máy cắt kia các bạn. Bởi vì trên này thì nếu mà xẻ bằng tay thì nó lâu. Xẻ bằng cái này thì nói chung là cũng phải mài liên tục ấy, cái lưỡi cưa ấy. Bởi vì tất cả toàn bộ cái cây để làm cái nhà đều cắt bằng cái máy cưa này hết mà. Có cái máy cưa thì nó sẽ xẻ hai bên này các bạn. Đây chú cũng dùng máy bào chứ? Máy bào. À đây. Trước còn chưa có cái máy cưa kia thì người ta hay làm cái một là cưa tay, hai cuột tròn. Đấy. Bào thì cũng bào bằng tay, bào đau hết cả tay ấy. Nhà mình là đúng tay mình làm ấy nhỉ. Rồi làm cái gỗ này mà bị hỏng nữa thì xây là vừa. Cái gỗ này đợi nó hỏng lâu phết ấy, xuyến rậm mà các bạn. Xoan này khô nó dai phết đấy nhỉ? Dai lắm. Cái này nếu mà tươi nó còn dễ hơn nhé. Tươi nó dễ làm hơn. Ông chắc là cũng làm nhiều rồi chứ.
hơi dai vì nó khô, cái loại gỗ này nó khô nó dai này, đục nó phải sắc. Này chắc là chú là thợ cả ấy chứ hả? Không. Hay là anh em cứ ai biết cái gì làm ở đấy nhỉ? Bố thì hộ thôi. À. À bây giờ là cắt sâu xuống nữa hả chú? Vâng. À. Khích. À. Thế chắc là mấy anh em người nhà nhà mình hết ở quanh đây ấy chú. Vâng. À. Xe cháu đi đến cái đoạn đường mà cái đoạn mà thẳng thẳng mà khó cái đoạn suối. Suối. Vâng, cháu vứt luôn. Vâng, cháu vứt luôn đấy. Không đi nổi nữa. Đoạn đấy nó đi khó quá. Đúng rồi, cái bọn đấy không xử. Vâng. Đây mọi người có cây nhưng mà đây nó là à cái này cũng lấy người đào cái nền nhà đi chứ chú nhỉ? Vâng. Bên trên này lấy cái bạt che, bây giờ trời nóng nắng ngồi dưới này nắng phết đấy con, ít người là cũng làm lâu phết đấy. Đây là cái chắc là cột hiên này. Cái kèo ấy. Cái kèo. Cột này là hiên hay là hiên. Máy máy sau? Hiên. Hiên à? Ồ hiên thấp ấy. Cột này 2m2 không? Hai... Chắc tầm đấy rồi. 2m2, 2m3. Vâng. Nhưng mà ở trên này mình thấy gió bão nó cũng không to mấy mà sao làm nhà thấp thế chú? Không, nhưng mà cũng năm lúc cũng to ấy. À. Bởi vì anh em người Mông mình thấy làm nhà thấp lắm. Đi đi xuống nhà chú chơi một chút, hàng xóm của em chúng mình xuống đây chơi đi. Có con chó dữ quá. Chú bỏ vào nhà uống nước một tí. Trên kia thì anh em mắc cái bạt làm độc đẽo ở trên kia. Đây có một cái nguồn nước ở đây các bạn, chảy nó cũng rất là to. À, cô lại quét sân à. À, chắc con chó này nó đi chơi rồi. À. À đây có bà cụ. À bà. Chắc nó chui ở đâu rồi chú? À, thì nó phi ra nó khập cho phát thì. Chết rồi. À vợ chủ nhà ấy đúng không? Chủ nhà em là vợ của em đang làm nhà ở ấy đúng không? Em gái hay là vợ? À này. À. Ô nhà mình còn nhiều ngô phết chứ chú. Ờ, à. Bây giờ còn ít. Năm ngoái thì chú còn 2 xe mà. À. Thế nhà mình bây giờ ở mấy người hả chú? Nhà mình tổng tất cả là 9 người. À đây à. 9 người cơ? Thế thì cũng lên tách rồi. Trên này đường đi hơi vất vả tí chú nhỉ? Vâng. Khổ là khổ cái đường. À. À, thế là
Em kia là con gái đúng không? Vâng vâng. Thế là lấy chồng ở ngay đây nhà chứ nè? Không, lấy chồng chồng ở cây năm 2. À năm 2 à? Thế là à chồng cũng đang làm béo ở trên kia luôn. Làm béo ấy. À thế à? Làm béo mà đang Đây nhà chú ở 9 người. Bây giờ thằng em nó đang chuẩn bị ra ở riêng. Vâng, cháu xin. Ôi cũng lên tách rồi. 9 người. Chúng còn đang bảo là lấy vợ nữa, bây giờ thì lấy vợ nó thì thành 9 người. Tức là nhà mình ở 9 người có cả ông bà chứ, bố mẹ của chú ấy. À. Ông thì mất rồi. À ông mất rồi. Mất từ năm 2011. À. Ê, chú có mấy đứa con? Tất cả có mấy đứa con? Tất cả là 8 đứa. À. 4 trai 4 gái. Nhiều có hai ba đứa thì chưa có gia đình. À. Vâng. Chắc là đi làm thuế rồi chứ hay là đâu đi học? À đi học à? Vâng. Chú sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 75 ạ. 75 à, con cả chú sinh năm bao nhiêu? Con cả thì sinh năm 95. 95 à? Ừ. Con thứ hai thì sinh năm 97. Thế là cũng 251 đấy nhỉ? 251 đứa nhỉ? Tức là nhà chú ở 9 người, có cả bà, ông thì mất rồi. Thế là bây giờ là thằng em nó lấy vợ đang làm nhà các bạn. Trên này cuộc sống khó khăn lắm, vất vả lắm. Thế là bây giờ là chú vẫn còn phải nuôi ba em nữa ăn học à? Vâng. Chắc là ở bán chú chứ? Có một hàng được bán chú thôi. À. Hay ở đông người lắm, anh em mình hay ở đông người lắm. Như mình với các bạn thì với lại một số anh em đấy, nếu mà nhà mà ở đông đông tí là có khả năng là cãi nhau đấy, muốn ra ở riêng luôn đấy, chưa làm nhà mà phải thuê nhà ở riêng luôn đấy. Nói chung là ở đông này chắc là phải chỉ đạo tốt. Người đứng đầu phải chỉ đạo tốt, không thì cãi nhau mệt lắm. Cháu đi vào nhà bếp chơi tí nhá. Để xem là hình như là thấy cô ấy đang làm thức ăn hay sao phải không? À. Cô đang làm đang nấu cơm cho anh em à? À, hôm nay ăn món gì đấy, làm nhà này à? Ăn măng thôi. Ăn măng à? vào đây một tí. Cô nấu cơm chưa? Chưa. À chưa. Đây cái chảo măng này. Chả măng đây à cô? À xem tí nào. À măng xào thịt. Ừ, rất thơm nha. Và mềm mén quen thuộc đấy. Ừ, em bé. Tức là hai vợ chồng xuống đây lâu chị em? Lâu rồi. À đây à? Xuống đây giúp anh nhỉ? Giúp bác làm nhà. Cuộc sống sinh hoạt của anh em trên này. Mai là ngày chợ rồi, chắc là mai lại phải đi chợ chứ chú chú. Thế làm một cái nhà gỗ này đến cái lúc dựng có mất nhiều tiền lắm không chú? Không nhiều mấy đâu.